One Audio F2 đến từ hãng tai nghe Digi bán chạy nhất Amazon. Chất âm không chỉ hay, chuẩn Digi, nhịp bass sống động với màng loa 10mm mà còn thiết kế đẹp, họa tiết đĩa than làm điểm nhấn với đèn báo pin. Pin lên tới 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Dành riêng cho fan của Battlecry, giảm ngay 50k từ 590k còn 540k theo đường link bên dưới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Những kẻ phản bội luôn là những kẻ đáng ghét và đáng hận nhất trong các cơ quan và bộ máy. Trong lịch sử, đã có không ít những kẻ phản bội đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí là đánh sập hoàn toàn tổ chức trước đó mà mình từng tham gia. Họ được xem là những kẻ tội đồ của tổ chức, thậm chí là cả của quốc gia. Hãy cùng tìm hiểu về những kẻ phản bội nổi tiếng nhất trong lịch sử qua series video của Battlecry nhé. CIA và FBI được xem là hai tổ chức máu mặt và khét tiếng của Hoa Kỳ, đảm bảo an ninh cho đất nước này từ nội bộ đến bên ngoài và cả những khu vực chịu ảnh hưởng của họ. Tuy nhiên, CIA hay FBI nếu so về quyền lực thì vẫn đứng sau một cái tên, đó là NSA hay Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Thật là nguy hiểm nếu một cơ quan an ninh nắm giữ nhiều bí mật quốc gia có một kẻ phản bội. Và thật không may, điều mà nước Mỹ không mong muốn đã xảy ra. Ngày 21 tháng 6 năm 2013, Edward Snowden đã ghi tên mình vào danh sách kẻ thù số 1 của nước Mỹ khi mới 30 tuổi. Hãy cùng tìm hiểu về con người này qua video ngày hôm nay nhé! Tinh hoa của NSA. Ngày 21 tháng 6 năm 1983, tại thành phố Elizabeth, Nam Phi, một đứa trẻ đã cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình có bố là sĩ quan hải quân và mẹ là thư ký tòa án. Không có ai nghĩ rằng đứa trẻ này sau đó sẽ khuynh đảo cả nước Mỹ và hàng chục quốc gia khác vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao của thế kỷ 21. Đứa trẻ đó có tên là Edward Snowden. Dù sinh ra tại Nam Phi nhưng lớn lên ở Wilmington, Bắc Carolina. Người ta nói ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả bao giờ. Edward khi sinh ra đã là một đứa trẻ có thể trạng sức khỏe kém, thường xuyên phải nghỉ học dài ngày và làm bạn với những người mặc áo blue trắng. Điều này đã khiến ông không thể hoàn thành chương trình trung học phổ thông, đồng nghĩa với việc là không thể vào được đại học. Thế nhưng, đằng sau cái thân thể ốm yếu đó là một bộ óc có chỉ số IQ bậc nhất trong lịch sử. Đương nhiên rồi, cứ nhìn vào cái cách mà cậu bé ốm yếu đó đương đầu với số phận thì biết. Sau khi không thể hoàn thành chương trình trung học tại trường đại học cộng đồng Annie Arundel, Edward đã chọn và thi đỗ chứng chỉ GED, chứng chỉ hoàn tất trung học, tại một trường đại học cộng đồng ở địa phương. Năm 2001, Snowden đã bắt đầu con đường mở mang tri thức của mình, làm việc trực tuyến để đạt được văn bằng cao học của Đại học Liverpool. Với cái CV chất hơn nước cất như vậy, việc lọt vào mắt xanh của những tập đoàn tai to mặt lớn khi đó là điều quá đơn giản. Thế nhưng, thay vì chọn ngồi mát ăn bát vàng, ông lại có hứng thú với quân đội nhiều hơn. Thật kỳ lạ đúng không nào? Một đứa trẻ lớn lên với giường bệnh lại tham gia vào một lực lượng cần những kẻ vai ù thịt bắp. Thế nhưng, chỉ cần có tài thì đâu đâu cũng là đất dụng võ. Không cầm súng được thì Edward sẽ dùng bộ não của mình. Cùng trong năm 2001, ông trở thành nhân viên hợp đồng cho quân đội Mỹ tại Nhật Bản. Tức là mới chỉ 18 tuổi thôi đấy. Bằng tuổi của ông ta, chúng ta còn phải lo thi vào đại học. Còn Snowden thì đã được quân đội Mỹ trọng dụng. Thế nhưng, có cho thêm tiền thì họ cũng không nghĩ rằng việc ký hợp đồng này sẽ là vết nhơ không thể rửa trôi với NSA nói riêng và Hoa Kỳ nói chung. Khi làm việc cho căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, Snowden thực sự thích thú với văn hóa nơi đây và đã đi học tiếng Nhật. Sau đó làm việc cho một công ty hoạt hình anime của Nhật Bản có văn phòng tại Mỹ. Anh cũng biết một chút tiếng Trung phổ thông và say mê võ thuật. Đạo Phật được Snowden chọn làm tôn giáo của mình. Ngày 7 tháng 5 năm 2004, Snowden tham gia quân đội Hoa Kỳ với tư cách là một thành viên của lực lượng tân binh đặc biệt, nhưng anh đã không hoàn thành nhiệm vụ. Snowden nói rằng anh từng muốn tham gia trận chiến ở Iraq vì cảm thấy đó là bổn phận của con người và phải trả lại tự do cho những ai còn bị áp bức. Nhưng Snowden đã giải ngũ sau 4 tháng vào ngày 28 tháng 9 vì gặp tai nạn gãy hai chân trong khi tập luyện. Thế nhưng, như đã nói, đã là thiên tài thì đâu đâu cũng là đất dụng võ. Không dùng được cơ bắp thì dùng bộ não. Với cái CV chất hơn nước cất như vậy, ông ta đã lọt vào mắt xanh của các tổ chức tai to mặt lớn của Hoa Kỳ khi đó. Năm 2006, Snowden đã ký hợp đồng với CIA.
và đó là món hời lớn với tổ chức này. Nói theo ngôn ngữ bóng đá thì đây là một bản hợp đồng bom tấn. Snowden đã nhanh chóng thể hiện được năng lực của mình khi được CIA sắp xếp đến châu Âu củng cố bộ máy an ninh của NATO. Ông ta được gọi là phù thủy máy tính. Tất nhiên, ông ta xứng đáng với cái biệt danh đó. Được giao cho một cơ sở của NSA tại căn cứ không quân Yokota gần Tokyo, Snowden đã hướng dẫn các quan chức cấp cao và sĩ quan quân đội cách bảo vệ mạng của họ khỏi tin tặc từ Trung Quốc. Không những vậy, theo lời kể của ông ta sau này, khi làm việc tại Nhật Bản, ông đã được giao xâm nhập máy tính và lấy toàn bộ thông tin các cuộc họp của chính phủ Nhật ở Tokyo vào năm 2009. Nếu xét về giá trị, thì đây quả là một món hời khổng lồ mà NSA hay CIA có được. Thế nhưng, đến chính họ cũng không ngờ rằng hai tổ chức tình báo, an ninh và phản gián khét tiếng nhất thế giới lại bị một ông vắt mũi chưa sạch đưa vào trong hết lần này tới lần khác. Kẻ thù số 1 của NSA. Ngày 21 tháng 6 năm 2013, tức là đúng ngày sinh nhật tròn 30 tuổi của mình, Edward Snowden đã có cho mình một ngày sinh nhật độc nhất vô nhị trong lịch sử. Đó là ghi tên mình vào danh sách những kẻ thù số 1 của nước Mỹ. Snowden đã bị chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc là đánh cắp và tiết lộ bí mật quốc gia và bị kết tội phản quốc. Lạ nhở. Vừa được xem là phù thủy máy tính, là chuyên gia hàng đầu, là món hời, xong rồi lại thành kẻ tội đồ. Lý do đến từ một nước đi sai lầm của Snowden là khoảng 3 tháng trước khi mà anh bị kết tội. Một nguồn ẩn danh nói với Reuters rằng khi ở Hawaii, Snowden đã có thể thuyết phục được khoảng 20 tới 25 đồng nghiệp cung cấp cho anh thông tin đăng nhập của họ bằng cách nói rằng anh cần họ để thực hiện công việc của mình. Và khi thực hiện công việc, anh đã lợi dụng quyền hạn tải những tệp tài liệu được cho là tuyệt mật của chính phủ. Có thể một trong những đồng nghiệp đó đã phát hiện ra điều bất thường và báo cáo với cấp trên. Thế nhưng, mọi thứ giờ đây đã quá muộn. Dường như là Snowden đã biết là không thể che giấu mãi được, nên trước ngày bị kết tội khoảng 11 ngày, anh ta đã công bố một số tài liệu cho các hãng tin trên khắp nước Mỹ, hàng loạt những tờ báo uy tín nhất nhì thế giới như The Guardian, The Washington, v.v. là những cái tên đã góp phần phanh phui toàn bộ bí mật của NSA. Lý do mà anh ta làm việc này đơn giản chỉ là vì đam mê. Vào năm 2014, Snowden đã tiết lộ rằng khi làm việc với CIA và tham gia các chương trình của họ, anh đã cảm thấy chán ghét và kinh tởm những tổ chức này vì những việc làm của họ. Vậy thì họ đã làm việc gì? Việc mà NSA là tổ chức sinh ra để theo dõi người khác đã là điều không có bất ngờ. Thế nhưng, đối tượng bị theo dõi mới là thứ khiến chúng ta phải thốt lên: tình nghĩa anh em chắc là không bền lâu. Thật bất ngờ khi những đối tượng bị NSA theo dõi không phải là kẻ thù của họ như là Nga, Trung Quốc hay Triều Tiên, mà lại chính là các đồng minh của họ. Theo các thông tin được tiết lộ, thì NSA đã thường xuyên thu thập thông tin tình báo từ văn phòng của Liên minh châu Âu, EU tại New York và Washington. NSA cũng cố tiếp cận các cuộc họp video nội bộ của Liên Hợp Quốc và coi trụ sở tại Viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA là một trong những mục tiêu lớn để dò thám. Họ cũng giám sát các cuộc điện thoại của khoảng 35 nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có cả cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Một điều khiến cho các nước phương Tây thấy tức giận hơn, đó là họ đã bị theo dõi và giám sát ngay từ trong thời kỳ chiến tranh lạnh bởi NSA. Tức là họ đã bị theo dõi ngay từ cái thời mà Hoa Kỳ và châu Âu được xem là anh em trên bến giữa thuyền, cùng nhau chống lại Liên Xô đấy. Chưa dừng lại đó, người ta còn bảo rằng người hay nói đạo lý thì thường dương tính với chất cấm. Nếu Mỹ và phương Tây liên tục tố cáo Trung Quốc ăn cắp thông tin của người dùng Internet, thì Việt Nam của Snowden không khác nào vả thẳng vào mặt của họ. Khi mà các tài liệu cho thấy gần như toàn bộ thông tin cá nhân của người dân Hoa Kỳ và châu Âu đã bị NSA đánh cắp, Snowden cũng tiết lộ rằng chỉ trong năm 2017 thì NSA đã nghe lén tổng cộng là khoảng 530 triệu cuộc gọi, chủ yếu đến từ châu Âu và Hoa Kỳ. Đặc biệt là sau sự cố tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, thì NSA đã mở cả một chương trình nghe lén công phu có tên là Thin Thread, đánh cắp thông tin cuộc gọi của toàn bộ người dân nước Mỹ trong lãnh thổ của nước Mỹ. Về cơ bản thì nó khá giống với chương trình kiểm soát của Gestapo dưới thời của Đức Quốc xã, nhưng dưới danh nghĩa là đề phòng khủng bố. Thực ra thì không phải là không ai biết mình bị nghe lén, mà là có biết thì cũng chẳng làm được gì thôi. Tất cả các hoạt động của NSA đều được đạo luật giám sát tình báo nước ngoài FISA của Mỹ bảo trợ. Theo đó, đạo luật này cho phép NSA được nghe lén mọi thứ
nếu nghi ngờ nó đe dọa tới an ninh của Hoa Kỳ. Thế nhưng, như thế nào là đe dọa an ninh thì họ cũng không nói. Nghĩa là nếu bị phát hiện theo dõi thì họ chỉ đơn giản cảnh báo, đó là vì an ninh quốc gia nên tôi làm vậy. Tức là nếu mà có kiện NSA thì chỉ đơn giản là con kiến đi kiện củ khoai. Trở lại với Snowden, anh ta đã đánh cắp thông tin từ những đơn vị được xem là có hệ thống an ninh mạnh nhất nhì server trái đất. Đơn giản thôi. Như đã nói ở trên thì Snowden được gọi là phù thủy máy tính và được CIA, NSA giao cho những nhiệm vụ khó nhằn nhất. Với tư cách đó, ông đã được tiếp cận với những người đứng đầu các chi nhánh kỹ thuật của CIA, bao gồm cả giám đốc thông tin và giám đốc công nghệ của cơ quan. Theo điều tra sau này, khi làm việc cho CIA và Dell tại Thụy Điển, Snowden đã lợi dụng sự tin tưởng của cấp trên, đã tải xuống ít nhất là 200.000 bản tài liệu liên quan tới những chương trình nghe lén và kiểm soát người dân của NATO. Lúc này, anh ta mới chỉ có 23 tuổi thôi đấy. Một đồng nghiệp cũ của Snowden tại NSA nói rằng, mặc dù NSA có rất nhiều người thông minh, nhưng Snowden là một thiên tài trong số các thiên tài. Người đã tạo ra một hệ thống dự phòng được triển khai rộng rãi cho NSA và thường chỉ ra các lỗi bảo mật cho cơ quan này. Đồng nghiệp cũ cho biết, Snowden đã được cấp đầy đủ đặc quyền quản trị viên với quyền truy cập hầu như không giới hạn vào dữ liệu của NSA. Không những vậy, những phi vụ của Snowden đã vượt qua quy mô quốc gia và vươn tầm thế giới, khi có dính dáng tất cả các cơ quan tương tự của Anh, Canada và Úc. NSA đã nghe lén và theo dõi 35 nhà lãnh đạo và quan chức cao cấp của châu Âu. Theo tờ The Washington Post, Snowden đã cung cấp thông tin về ngân hàng đen của NSA. Mỗi năm, họ chi 52 tỷ đô cho các công ty công nghệ tư nhân của Hoa Kỳ để được bí mật truy cập vào mạng truyền thông của họ. Đồng thời, vạch trần những nhiệm vụ thành công và thất bại được giấu kín trong nhiều năm của 16 tổ chức tình báo của NATO, trong đó có cả CIA. Các bạn có thắc mắc là tại sao NSA không nghe lén các quốc gia đối thủ như Nga, Trung Quốc, Iran hay Triều Tiên không? Sự thật, đó là không phải là họ không muốn, mà là chưa kịp làm. Năm 2014, một tài liệu có tên là Chiến lược Sajin 2012-2016 được Snowden tiết lộ, cho thấy rằng NSA muốn mở rộng quy mô theo dõi lên 122 nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, trong đó có cả các quốc gia đối thủ. Thế nhưng kế hoạch này sau đó đã bị đình chỉ vô thời hạn do lộ bí mật gây nên căng thẳng ngoại giao. Mục tiêu đã nêu của họ đó là tăng đáng kể khả năng làm chủ mạng toàn cầu và thu thập dữ liệu của đối thủ từ bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Và với những gì đã tiết lộ thì Snowden có thể bị kết án lên đến hơn 30 năm tù hoặc nặng hơn là tử hình. Vậy nhưng, với việc được các đồng nghiệp đánh giá là thiên tài trong những thiên tài, ông ta đã tính trước được bài chuẩn cho mình trước khi hành động. Do số kẻ thù của nước Mỹ nhiều như số bom họ ném trên khắp thế giới, thế nên số quốc gia thù địch với họ cũng nhiều vô số kể. Tổng cộng đã có 27 quốc gia cho phép Snowden trú ẩn và tạo cơ hội cho anh đào tẩu. Tháng 5 năm 2013, Snowden đã xin nghỉ việc tại cơ sở của NSA tại Hawaii. Anh đã thành công đánh lừa tổ chức của mình khi bị mắc chứng động kinh. Theo đó, anh sẽ được quay trở về đất liền để điều trị. Nhưng Snowden đã đi trước một bước, đặt vé bay tới Hồng Kông. Theo tờ South China Morning Post, Snowden đã lấy lòng Hồng Kông và Trung Quốc đại lục bằng cách tiết lộ những tài liệu về phi vụ nghe lén của NSA nhắm vào Trung Quốc. Bằng cách này, chính quyền Hồng Kông đã từ chối dẫn độ Snowden về Hoa Kỳ. Theo đúng kế hoạch, anh sẽ từ Hồng Kông qua Trung Quốc đến Nga và sau đó là Cuba. Thế nhưng, khi đến được Nga, hộ chiếu của anh bị thu hồi, khiến anh ta bị mắc kẹt tại đây. Hoa Kỳ đã gây nhiều sức ép để Nga dẫn độ anh ta về Hoa Kỳ. Thế nhưng phía Nga thì đã từ chối. Ngay khi hạ cánh đến Moscow, do hộ chiếu bị hủy, anh ta đã bị mắc kẹt tại sân bay. Lập tức, Nga đã cấp quyền tị nạn chính trị cho anh vào ngày 2 tháng 7 năm 2013, tức là chỉ 10 ngày sau khi anh ta đến. Điều này dẫn đến nhiều giả thuyết cho rằng Snowden có thể là điệp viên của Nga, nhưng cũng không có bằng chứng nào đủ thuyết phục. Đến đây thì Snowden về cơ bản đã an toàn. Trong những năm sau đó, anh ta đã nhận nhiều cuộc phỏng vấn với các chính phủ của châu Âu, chia sẻ về quá trình phát hiện và những hành động của NSA trước đó. Vào ngày 17 tháng 9 năm 2019, cuốn hồi ký Permanent Record của anh được xuất bản. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Snowden về việc xuất bản hồi ký của anh, với cáo buộc là Snowden đã vi phạm các thỏa thuận không tiết lộ đã ký với chính phủ Liên bang Hoa Kỳ.
Tuy nhiên điều này không có hiệu quả. Cuốn hồi ký được liệt kê là đứng đầu trong danh sách tác phẩm bán chạy nhất của Amazon trong cùng ngày hôm đó. Rất nhiều người đã muốn biết về chi tiết quá trình mà NSA đánh cắp thông tin và theo dõi họ. Năm 2020, Snowden được Nga cấp thường trú nhân và cho biết là anh dự định nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga, song không từ bỏ quốc tịch Mỹ. Và đến tháng 7 năm 2022, Snowden đã chính thức thành công dân Nga. Một điều thú vị, đó là dù được NSA đưa vào danh sách những tội phạm nguy hiểm, nhưng Snowden đã hai lần lọt top 5 người được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình vào năm 2014 và 2016, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng về đấu tranh cho quyền lợi cá nhân của Na Uy. Đã có hàng chục bộ phim được Hollywood tạo ra dựa vào cuộc đời của Edward Snowden, trong đó nổi tiếng nhất là Citizen Four của nhà làm phim Laura Poitras đã đoạt giải Oscar năm 2015. Snowden đã ghi tên mình vào danh sách những kẻ phản bội khét tiếng nhất trong lịch sử thế giới. Có rất nhiều đánh giá về con người này. Có người xem anh ta là người hùng, nhưng cũng có người xem anh ta là kẻ phản bội, là tội phạm, là kẻ phản quốc. Thật khó để đánh giá chính xác về con người này. Mọi thứ đều dựa vào việc chúng ta đứng trên lăng kính nào mà thôi. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, việc các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và Liên Xô cố gắng cai ngơ của mình và bộ máy mật vụ của nhau là chuyện hết sức bình thường. KGB hay Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô là đơn vị chịu trách nhiệm phản gián và thông tin tình báo của Liên Xô cũ, ngang với CIA của Hoa Kỳ. Thế nhưng, KGB trong suốt chiến tranh lạnh là một cái gì đó vô cùng bí ẩn. Cho tới năm 1992, tiếng chớp giữa trời quang đã vang lên, soi rọi hoàn toàn tổ chức bí mật này. Phi vụ này thường được nhắc đến với cái tên phi vụ Mitrokhin, ám chỉ kẻ đã gây ra sự việc. Vậy thì Mitrokhin là ai? Ông ta đã làm gì? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Kho lưu trữ Mitrokhin. Vasily Mitrokhin sinh năm 1922 trong một gia đình lao động bình thường ở miền Trung nước Nga. Ông được nhận vào Học viện Ngoại giao cao cấp Moscow năm 1945 và gia nhập vào KGB. Đây là một tổ chức tình báo. Tới năm 1954 thì tổ chức này được sáp nhập vào KGB. Sự nghiệp tình báo của ông bắt đầu vào năm 1948 với tư cách là một nhân viên văn phòng công tố ở Kharkov, Ukraine. Nhờ thành tích xuất sắc và nhận được sự tin tưởng từ cấp trên, trong những năm sau đó, ông ta được cử tới nhiều nơi như Trung Đông, Châu Phi, Châu Á. Đầu đầu cũng có dấu giày của Mitrokhin. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra vào cuối những năm 1950 khi Vasily đã có một sai lầm trong công việc. Ông ta đã bị chuyển công tác về văn phòng lưu trữ của KGB. Dù sau này, khi đào tẩu thành công, ông không nói rõ về sai lầm của mình. Chỉ biết rằng, KGB đã gửi thông báo đình chỉ vô thời hạn các nhiệm vụ trước đó được giao, đồng nghĩa với việc ông ta sẽ ngồi ở văn phòng lưu trữ đến hết sự nghiệp. Không biết là có phải do cay cú vì bị ngồi ghế dự bị quá lâu mà Vasily đã lên kế hoạch trả thù hay không. Thế nhưng, công việc đánh cắp và sao chép thông tin của ông ta bắt đầu từ đây. Tới năm 1972, Vasily làm trưởng phòng lưu trữ của KGB. Đây có lẽ là quyết định bổ nhiệm sai lầm nhất của cơ quan này. Ông Mitrokhin bắt đầu sao chép những tài liệu bí mật trong kho lưu trữ của KGB từ năm 1972. Với tư cách là trưởng phòng, Mitrokhin đã có quyền truy cập vào tất cả các tài liệu trong kho lưu trữ. Thời gian đầu, Mitrokhin dùng những tờ giấy nhỏ bí mật sao chép các tập tin mà hàng ngày người ta gửi tới kho lưu trữ. Để tránh bị cấp dưới nghi ngờ, bao giờ ông ta cũng đợi cho nhân viên rời khỏi kho lưu trữ rồi mới nhét tờ giấy vào đế giày hoặc là tất và thản nhiên bước ra ngoài dưới con mắt của các nhân viên bảo vệ. Khi về tới nhà, Mitrokhin giấu các tờ giấy sao chép tài liệu dưới nệm giường và tới cuối tuần thì chuyển tài liệu về ngôi nhà ở nông thôn rồi giấu dưới sàn. Quá trình đánh cắp bí mật kéo dài tới 12 năm. Ngày nào Mitrokhin cũng sao chép tài liệu và ông ta đánh cắp được tới hơn 25.000 trang hồ sơ bí mật. Sau khi nghỉ hưu, ông Mitrokhin đã sử dụng máy đánh chữ, đánh máy và in thành từng tập, tổng cộng là mất 8 năm ở trong ngôi nhà ở nông thôn. Mitrokhin đã đóng gói các tập tài liệu này vào 6 hộp nhôm lớn và chôn chúng ở khu vườn sau nhà. Để giữ bí mật, ông Mitrokhin không những lừa được cả KGB mà còn giấu luôn được người vợ ngày đêm ở bên mình. Vào cuối những năm 1980, tình hình Liên Xô có nhiều biến động.
và nhân cơ hội này, Mishukin đã đưa một phần tài liệu lưu trữ đến đảo Sakhalin ở vùng Viễn Đông với dự định là từ đây sẽ tìm cách trốn sang Nhật, nhưng đã không thành công. Sau đó, ông ta lại đi tới cực bắc của Liên Xô, sang Phần Lan, nhưng cũng lại không thành công. Tháng 3 năm 1992, Vasily Mishukin chạy vào đại sứ quán Hoa Kỳ tại Latvia để xin tị nạn chính trị. Thế nhưng một quan chức của CIA cho rằng ông chỉ là một nhân viên lưu trữ bình thường nên đã không đồng ý cho ông ta tị nạn. Thế nhưng, kẻ đào tẩu Mishukin vẫn không nản lòng, bởi ông biết giá trị những tài liệu ở trong tay mình. Và rồi, ông ta tìm tới đại sứ quán Anh ở Latvia nhờ sự giúp đỡ của họ. Thế nhưng, để thuyết phục được người Mỹ và người Anh, tin ông ta là điều khó hơn lên trời. Lý do là vào thời kỳ chiến tranh lạnh, đây là một trò mà Liên Xô và Mỹ đã dùng liên tục cho một điệp viên của mình, giả vờ phản bội, đem theo tài liệu không quá quan trọng, rồi xâm nhập hàng ngũ đối phương. Một nữ ngoại giao đã gặp ông. Khi vừa gặp nhà ngoại giao này, Mishukin vội rút ra một tờ giấy từ một cái hộp đựng bánh mì. Nhà ngoại giao nữ này đã đọc nội dung ghi trên những tờ giấy, rồi hỏi ông ta một số vấn đề. Sau đó, nhà ngoại giao này lập tức liên lạc với MI6, và MI6 đã rất nhạy bén nhận thức được những giá trị tình báo của con người này là cực kỳ quan trọng, và lập tức họ giữ ông ở lại đại sứ quán ngay. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, MI6 nhận thấy giá trị của tập tài liệu này, liền đã cử đặc nhiệm lẻn vào ngôi nhà ở nông thôn của Mishukin, đào lấy 6 hộp lớn tài liệu lưu trữ chôn trong vườn và vận chuyển chúng đến đại sứ quán Anh ở Moscow bằng xe tải, với danh nghĩa là vận chuyển tài liệu ngoại giao về nước Anh. Và kể từ đây thì cái tên kho lưu trữ Mishukin đã ra đời. Cơ quan tình báo Anh MI6 đối xử với Mishukin không hề tệ. Đầu tiên, ông ta được phát triển thành một thành viên có tên mã là Kebu, để nhận được một khoản trợ cấp hậu hĩnh. Thứ hai là trong vòng 8 tháng, họ hứa sẽ bí mật tìm cách đưa vợ con của ông đến Vương quốc Anh, đồng thời cấp cho ông một ngôi nhà được cảnh sát bảo vệ và một khoản tiền thù lao cho phép ông an hưởng tuổi già. Sau khi tới Vương quốc Anh, Mishukin hiếm khi ra ngoài, và hàng xóm thì gọi ông là một ông già trầm lặng, tốt bụng. Năm 1995, Mishukin quyết định tiết lộ một số bí mật cao cấp của KGB, và MI6 đã sắp xếp ông gặp nhà sử học người Anh, giáo sư Andrew, nghiên cứu sắp xếp và chỉnh lý số tài liệu của ông Mishukin. Tiếp tục, năm 1999, Mishukin đã viết và cho xuất bản một cuốn sách gây chấn động thế giới, Hồ sơ Vasily Mishukin. Và kể từ đây thì thân phận của Mishukin được đưa ra ánh sáng. Cuốn sách này có tổng cộng là 700 trang nội dung, trình bày về tiền thân của KGB và các hoạt động của KGB trong 70 năm, cũng như là phần lớn các hoạt động và các kế hoạch khác nhau của KGB. Trong đó thì các mục tiêu tuyển dụng đặc biệt của KGB cũng được nhắc tới, bao gồm những nhân vật cực kỳ quan trọng về vai trò cũng như tầm ảnh hưởng cũng được tiết lộ. Lọc máu bộ máy. Có ai thắc mắc là tại sao tài liệu mà Mishukin tiết lộ đã xong vào năm 1995 mà phải đến năm 1999 thì Anh và Mỹ mới cho phép ông ta lộ diện không? Tất cả đều đến từ những gì ông ta tiết lộ. Mọi thứ đều quy vào ba chữ: quá khủng khiếp. Trong vòng 4 năm, từ năm 1995 đến 1999, gần như tất cả các cơ quan và bộ máy của Hoa Kỳ hay là châu Âu đã phải lọc máu nội bộ khi biết rằng trong cơ quan của mình đã có hàng chục, thậm chí là hàng trăm điệp viên của KGB. Điều này dẫn tới hậu quả chỉ có rất ít được điệp viên của KGB có thể quay trở về Nga, còn lại thì vẫn quay về Nga, nhưng là vào ngày rằm và mùng 1. Các ghi chú trong kho lưu trữ Mishukin chỉ ra rằng KGB đã cài đặt gián điệp ở hầu hết các cơ sở của nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ như Boeing, Lockheed Martin, v.v. Các tài liệu này cũng cho thấy Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã bị KGB thường xuyên nghe lén. Điều này đã giúp ích rất nhiều cho phái đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có ưu thế lớn trên bàn đàm phán Hiệp định Paris. Các ghi chú cáo buộc rằng khoảng 35 chính trị gia cao cấp ở Pháp đã làm việc cho KGB trong chiến tranh lạnh. Ở Tây Đức thì KGB được cho là đã thâm nhập vào các đảng chính trị lớn, các cơ quan tư pháp và cảnh sát. Đồng thời, trong thời gian là 4 năm, Hoa Kỳ đã phải đi tìm và triệt phá vô số kho vũ khí ẩn được KGB thiết lập ngay trong đất nước của mình. Theo Mishukin, đây là một phần kế hoạch phá hủy nước Mỹ từ bên trong.
nếu chiến tranh giữa hai bên nổ ra, các kho vũ khí ẩn chủ yếu được đặt tại các đập thủy điện và các nhà máy phát điện quan trọng, được tạo ra nhờ những cảnh sát và người dân Mỹ bị họ mua chuộc. Không những vậy, rất nhiều chính trị gia và nhân vật nổi tiếng của Anh, Pháp, Tây Đức hay Mỹ là người của KGB. Số điệp viên này nhiều tới mức chỉ riêng việc liệt kê tên điệp viên và các nhân vật quan trọng đã lên đến 40 trang giấy. Danh tính của những điệp viên này cũng rất đa dạng và sẽ rất khó để tiết lộ nếu không có ghi chép của Mitchell. Những thông tin này là vô cùng quý giá, nhưng nó thì lại là một cú sốc lớn nhất đối với phương Tây là việc hàng trăm điệp viên KGB đã bị lộ. Trong đó, nghiêm trọng nhất là Melita Northwood, mật danh là Hola. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Hoa Kỳ khi này là quốc gia duy nhất có bom nguyên tử. Điều này khiến cho các lãnh đạo Liên Xô như ngồi trên đống lửa. Dù phía Liên Xô thì cũng bắt đầu nghiên cứu bom nguyên tử ngay sau Thế chiến II. Thế nhưng, để đuổi kịp Hoa Kỳ ngay là điều không thể. Phía Hoa Kỳ cũng rất tự tin và cho rằng ít nhất là phải tới năm 1949 thì Liên Xô mới có thể chế được máy ly tâm, và đến tận năm 1955 thì mới có thể chế được bom nguyên tử. Thế nhưng đen chống Mỹ là khi này họ đã chuyển giao kỹ thuật cho người anh em thân thiết là nước Anh. Melita đã lợi dụng chức vụ của mình trong Hiệp hội Nghiên cứu Kim loại màu của Anh. Đây là một trong những cơ quan chính tham gia vào dự án Tube Alloys, nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử của Anh. Bà đã chuyển giao toàn bộ tài liệu nghiên cứu của Mỹ và thành tựu nghiên cứu của Anh cho Liên Xô, một cách mà thần không biết, quỷ cũng chẳng hay. Điều này đã khiến cho Liên Xô nhanh chóng cân bằng được lợi thế hạt nhân chiến lược với Mỹ và khiến cho Mỹ cũng như phương Tây lạnh sống lưng. Khi đến năm 1949, họ đã thử thành công bom nguyên tử. Cũng cần phải nói thêm rằng, dù được Hoa Kỳ giúp đỡ, nhưng phải đến năm 1952 thì nước Anh mới chế tạo thành công bom nguyên tử. Trong tài liệu của mình, Mitchell đã viết rằng bà Northwood trung thành, đáng tin cậy và có kỷ luật, và được KGB trao tặng huy chương. Ngoài Melita Northwood thì Guy Bosquet, một nhà ngoại giao người Anh đã từng làm việc cho cả BBC và MI6, cũng bị phát giác là điệp viên của KGB. Ông ấy đã cung cấp cho KGB ít nhất là 389 tài liệu tuyệt mật trong 6 tháng đầu năm 1945, cùng với 168 tài liệu nữa vào tháng 12 năm 1949. Robert Lipka cũng là một điệp viên của KGB ẩn nấp trong cơ quan an ninh của quốc gia Mỹ với mật danh là Dan. Ông này thì đã cung cấp nhiều thông tin tình báo của Mỹ cho Liên Xô trong suốt những năm 1960 và được Liên Xô trả 27.000 đô la. Ngoài các điệp viên của KGB thì tài liệu của Mitchell cũng chỉ điểm những người đã từng cung cấp thông tin cho Liên Xô. Có một số nhà lãnh đạo của Mỹ Latin hoặc thành viên của các đảng cánh tả bị buộc tội là người cung cấp thông tin hoặc chính là đặc vụ của KGB. Có thể kể đến như thủ lĩnh FSLN Carlos Fonseca Amador, Daniel Ortega, Tổng thống Nicaragua. Ngoài ra, còn một số nhân vật nổi tiếng khác có thể kể đến như Gordon Lonsdale, người đã thành lập ra một tổ chức tình báo có tên là Portland, hoạt động ngay giữa thủ đô London trong suốt 12 năm. Joseph Parquet, người được ví như Kim Philby của nước Pháp. Ông đã hoạt động trong Bộ Quốc phòng của Pháp và cả quảng trường Dolphin, trụ sở nghiêm ngặt nhất của NATO khi đó tại Paris, trong khoảng thời gian là tận hơn 20 năm. Và sau khi cuốn sách Hồ sơ Vasily Mitchell được xuất bản, thì một quan chức tình báo cấp cao của Anh đã cho biết cuốn sách của Mitchell đã cho thấy hoạt động của KGB bằng các tài liệu thực tế. Các tài liệu của ông ấy đã cho chúng tôi biết đối thủ của chúng tôi đang làm gì trong những năm vừa qua. Ngày 29 tháng 1 năm 2004, chính phủ Anh thông báo rằng Vasily Mitchell, một điệp viên cao cấp của Liên Xô, đào tẩu sang Anh vào năm 1992, đã qua đời vì bệnh viêm phổi vào ngày 23 tháng 1 năm 2004, thọ 81 tuổi. Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ Churchill của Đại học Cambridge cho phép các học giả tham khảo hàng ngàn tài liệu in bằng tiếng Nga của Mitchell. Tổng cộng là có 19 hộp. Trong những tài liệu này có nhiều bản bút tích gốc vẫn chưa được giải mã. Giờ đây, cựu điệp viên KGB Mitchell đã không còn. Thế nhưng, những cơn sóng lớn mà ông ta gây ra ở thế giới phương Tây đến nay thì vẫn chưa thể yên lặng. Trên đây là video về Vasily Mitchell, kẻ phản bội nổi tiếng nhất trong lịch sử của KGB. Nếu không có ông ta, thì tới ngày nay, có lẽ chúng ta cũng chưa thể biết được KGB
thực sự là cái gì và họ đã làm gì. Cuộc đào tẩu cá nhân của Vasily đã gây nên cái chết của hàng trăm điệp viên KGB và gây ra sự nghi kỵ lẫn nhau trong các cơ quan an ninh của phương Tây nhiều năm sau này. Vì ai mà biết được rằng người mình đang nói chuyện có phải là người do đối phương cài vào hay không? Ngày 20 tháng 2 năm 2001 đã đi vào lịch sử của CIA và FBI là một mốc son chói lọi trong cuộc chiến chống tình báo của họ. Khi CIA và FBI sau 15 năm điều tra, tốn vô số tiền bạc và cả mạng sống của những điệp viên, đã bắt được một trong những kẻ phản bội khét tiếng nhất trong lịch sử nhân loại, Robert Hansen, bị bắt và bị kết tội với 14 bản án tù chung thân. Vậy thì Hansen đã làm gì để bị kết án khủng khiếp như vậy? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Tất cả chỉ vì đam mê. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ, mục tiêu trở thành điệp viên hai mang và phản bội hầu hết đến từ hai lý do: một là tiền và hai là tư thủ cá nhân. Thế nhưng đó chỉ là hầu hết. Còn có những kẻ trở thành điệp viên hai mang chỉ đơn giản là vì đam mê, thích mạo hiểm của mình. Nghe thì có vẻ là vô lý, nhưng đó thì lại là sự thật. Robert Hansen chính là một trong số đó. Bởi vì khi bị FBI bắt vào năm 2001, họ đã cực kỳ sốc. Khi FBI điều tra, họ thấy rằng trong suốt thời gian hoạt động, dù đã đưa ra cho Liên Xô và Nga vô số tài liệu quý giá, nhưng thứ mà Hansen nhận lại không hẳn là tiền. Nếu bán ra chợ đen thì chỉ một tệp thông tin thôi đã đáng giá tới hàng chục triệu đô rồi. Thế mà trong suốt 22 năm hoạt động, Hansen chỉ nhận về vỏn vẹn khoảng 1,4 triệu đô. Một con số quá rẻ so với những hậu quả mà ông ta làm ra cho CIA và FBI nói riêng, cũng như cả nước Mỹ nói chung. Để các bạn dễ hình dung thì cả hai tổ chức này ước tính đã tổn thất ít nhất là hơn 20 triệu đô và rất nhiều điệp viên bị bắt. Để bắt được ông ta, con số thiệt hại mà hai tổ chức này phải chịu khi bị lọt thông tin ra ngoài lên đến hàng tỷ đô. Robert Hansen sinh năm 1944 tại Chicago với một tuổi thơ giống hệt những kẻ phản diện trong các bộ phim. Khi phải lớn lên trong đòn roi và bạo lực của người cha, cùng với đó là những sắp xếp bắt ông ta phải sống theo ý của họ. Lớn lên ở Chicago, Hansen theo học Đại học Cornell và nhận được bằng hóa học vào năm 1966. Tuy nhiên, đam mê đích thực của Hansen là mật mã, radio và các thiết bị công nghệ. Ông còn tham gia các lớp tiếng Nga trong thời gian học đại học với mong muốn một ngày nào đó có thể bắt được gián điệp Liên Xô. Người ta nói rằng chúng ta rồi sẽ trở thành những phiên bản mà chúng ta từng ghét nhất. Có lẽ là chính Hansen cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở thành điệp viên của Liên Xô. Dù có đam mê rõ ràng với ngành cơ khí, Hansen vẫn đáp ứng được nguyện vọng của cha bằng cách theo học trưởng nha khoa một thời gian ngắn trước khi kết hôn. Sau đó ông làm nghề kế toán trước khi nộp hồ sơ xin việc tại Sở Cảnh sát Chicago năm 1972. Hansen nhanh chóng được tuyển làm nhân viên trong bộ phận điều tra nội bộ. Hansen bắt đầu cảm thấy đây là một công việc thú vị, nhưng cũng dần dần rồi trở nên chán nản. Tới năm 1975, ông nộp đơn vào FBI và được nhận vào khóa huấn luyện ở căn cứ Quantico, bang Virginia. Tốt nghiệp khóa học này, Hansen tuyên thệ nhậm chức đặc vụ FBI và thề trung thành với Mỹ. Thế nhưng, thề là một chuyện, còn làm hay không thì lại là một chuyện khác. Năm 1981, Hansen được chuyển đến trụ sở FBI ở Washington DC. Công việc mới của anh ta trong văn phòng ngân sách của tổ chức này. Điều này cho phép anh ấy tiếp cận được thông tin liên quan tới nhiều hoạt động khác nhau của FBI, bao gồm tất cả các hoạt động nghe lén và giám sát điện tử. Trong đó thì quan trọng nhất là những điệp viên hai mang của FBI và CIA đã cài vào chi nhánh của KGB ở Đông Âu. 3 năm sau, Hansen đã chuyển tới đơn vị phân tích của Liên Xô ở FBI, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xác định và bắt giữ các điệp viên của Liên Xô, cũng như các đặc vụ tình báo ở Hoa Kỳ. Thế nhưng, con đường bán mình cho KGB của Hansen cũng bắt đầu từ đây. Câu chuyện bắt đầu vào sáng mùng 4 tháng 10 năm 1985. Một lá thư đề ngày mùng 1 tháng 10 không có tên người gửi, gửi đến hòm riêng nhà đại tá KGB Viktor Dmitriev, người đang hoạt động dưới lớp vỏ tùy viên ngoại giao tại bang Virginia. Bên trong lớp phong bì đầu còn có một phong bì khác để dòng chữ không được mở. Hãy chuyển bức thư này cho Viktor Chenkasin, sếp phản gián của KGB. Dmitriev đã làm đúng như vậy và Chenkasin đọc những dòng như sau: kính gửi ngài Chenkasin, sắp tới
tôi sẽ gửi ngài một thùng tài liệu cho ngài DTRF. Nó bao gồm những thông tin tuyệt mật của cộng đồng tình báo Mỹ và đều là bản gốc để các ngài có thể dễ dàng kiểm chứng tính xác thực. Hãy xem xét lợi ích lâu dài của chúng ta, đừng để bị tác động bởi ngoại cảnh. Từ những gì được biết, tôi tin rằng một sĩ quan giàu kinh nghiệm như ngài có thể xử lý vấn đề này một cách đúng đắn. Tôi cũng tin rằng số tài liệu này xứng đáng với 100.000 đô. Vô cùng hào phóng, Hassan còn khuyến mại cho KGB một thông tin vô giá. Ba điệp viên của họ, Sergei Motorin, Valery Martinov và Boris Yuzin đã trở mặt làm việc cho CIA. Ba người này, sau khi KGB nhanh chóng kiểm tra thông tin, lập tức đã bị trừng phạt vì tội làm gián điệp cho Mỹ. Motorin và Martinov được tặng một vé về thăm nhà vào mùng 1 và ngày rằm, còn Yuzin thì khoác áo Juventus đến hết đời. Hassan lúc này vẫn còn là một người vô danh trong bức thư đó, khẳng định rằng sẽ không bao giờ tiết lộ thân phận thật của mình, cũng như sẽ không bao giờ gặp một điệp viên Liên Xô nào. Ông đòi hỏi sự tuân thủ tuyệt đối với những sự sắp xếp về thời gian và địa điểm liên lạc để đối tác đến lấy tài liệu và trả tiền. Song, chứng đó vẫn là chưa đủ để Chen Kaxin đặt niềm tin vào đây. Một người có thể biết đến ông, vị sếp tình báo ẩn thân rất kỹ trong vai trò nhân viên đại sứ quán Liên Xô ở Washington, và lại chứng minh được thiện chí một cách thuyết phục như vậy, rõ ràng là mỏ vàng xứng đáng để mạo hiểm. 11 ngày sau, KGB nhận được thùng tài liệu được đặt tại khu vui chơi ở trong công viên Notaway. Nó quả thực đều là những thông tin quý hơn cả vàng. 50.000 đô được trả ngay, và người vô danh mà KGB đặt mật danh là Raman hay P xác nhận rằng ông ta đã nghiên cứu KGB trong một thời gian dài, đủ để biết là phải liên lạc với ai, qua những phương thức nào để đảm bảo an ninh. Điệp viên triệu đô. Với món quà trên cả tuyệt vời như vậy, Hassan hay P bắt đầu trở thành đối tác tin cậy của KGB và cả FSB của Nga sau này. Kể từ đó, tiến trình hình thành thảm họa tình báo tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ chính thức vào cuồng. Chiến công đầu tiên của Hassan với KGB đó là cung cấp tên của những người đã phản bội hoặc từng liên hệ với FBI. Rồi sau đó, tất cả những người này đều chung một kết cục. Trong vòng 5 năm tiếp theo sau đó, Hassan đã cung cấp hơn 6.000 trang tài liệu bí mật cho KGB. Trong số đó, có cả tài liệu tuyệt mật về các kế hoạch triển khai hạt nhân và các vị trí vệ tinh. Một số tài liệu khác có thể tải từ máy tính của FBI hoặc các đĩa lưu tổng hợp. Năm 1989, Hassan đã dàn xếp cuộc điều tra của FBI về Felix Bloch, một quan chức Bộ Ngoại giao bị nghi ngờ là gián điệp. Dù Bloch không bị cáo buộc làm gián điệp, nhưng sau đó thì cũng đã bị thất sủng. Vào cuối năm 1989, Hassan đã cung cấp toàn bộ tài liệu về kế hoạch đo lường và tình báo chữ ký của Mỹ, viết tắt là MASIN, một thuật ngữ chung để chỉ thông tin tình báo được thu thập bằng nhiều phương tiện điện tử, chẳng hạn như là radar, vệ tinh dò thám và chặn tín hiệu cho Liên Xô. Một điều thú vị là trong thời gian này, đó là không biết là Hassan quá giỏi che giấu hay là ông ta quá may khi đã bị anh rể của mình, cũng là nhân viên FBI, tố cáo là điệp viên. Thế nhưng chẳng ai tin và cũng chẳng ai điều tra. Khi Liên Xô tan rã vào tháng 12 năm 1991, Hassan có thể lo lắng rằng mình có thể bị lộ trong cuộc biến động chính trị này, thì đã cắt đứt liên lạc với những người phụ trách của mình trong thời gian vừa qua. 10 tháng sau, anh ta mới bắt lại tín hiệu với GRU, cơ quan tình báo quân đội Nga, và lại tiếp tục công việc của mình. Đẳng cấp của Hassan không chỉ nằm ở việc anh ta có thể chuyển hàng ngàn tài liệu cho Liên Xô và Nga, mà còn nằm ở việc biết tạo vỏ bọc và che giấu bản thân của mình cực kỳ tốt. Hassan có phi vụ mạo hiểm vào năm 1993 khi anh ta xâm nhập vào máy tính của một nhân viên FBI là Ray Mislock, in ra một tập tài liệu tuyệt mật từ máy tính của người này. Sau đó, anh ta tố cáo với cấp trên nghi ngờ Hassan là gián điệp. Nhưng đây thì mới là lúc mà mọi thứ trở nên thú vị. Các cuộc điều tra được mở ra và tố cáo ngược Mislock mới là gián điệp. Hassan đã nhờ vào tài thuyết phục đỉnh cao và những năm tháng làm việc của mình đã vượt qua tất cả các cửa ải, từ các chuyên gia đến cả máy kiểm tra nói dối. Anh ta thậm chí còn tiễn luôn cả một nhân viên FBI khác là Ern Egwinpitt, người điều tra anh ta là gián điệp của Nga, được khoác áo Juventus luôn. Từ con mồi thành kẻ đi săn, biến cảnh sát thành tội phạm, nghe còn đẳng cấp hơn nhiều so với mấy bộ phim của Hollywood.
mọi thứ chỉ bắt đầu xấu đi vào năm 1994. Một điệp viên khác của KGB trong bộ máy của CIA là Andrik Ames bị bắt. CIA và FBI đã thuyết phục ông ta tham gia kế hoạch săn chuột chuỗi của mình, bắt tất cả các điệp viên cũ của KGB làm việc trong bộ máy của họ. Thế nhưng, ngay cả khi có Ames giúp đỡ, thì CIA và FBI cũng rất chật vật trong công việc bắt những người này. Vì đơn giản là có rất nhiều người đã leo lên những chức vụ tai to mặt lớn ở đây. Trong đó nổi tiếng nhất là Harold James Nicholson, giám đốc chi nhánh tại Trung tâm Chống Khủng Bố, ban giám đốc hoạt động tại trụ sở của CIA ở Langley, Virginia. Harold ngoài việc bán thông tin cho FSB, ông ta còn dùng chức vụ của mình để đào tạo luôn điệp viên cho Nga. Các cuộc điều tra sau đó đã cho thấy các học viên khóa 1994, 1995 và 1996 có rất nhiều người là điệp viên của Nga. Harold sau đó đã bị bắt vào năm 1997 và bị kết án 31 năm tù. Thế nhưng, bất chấp những điệp viên liên tục bị lộ, Hudson thì vẫn cứ an toàn tính đến thời điểm đó. Bằng kỹ năng thượng thừa của mình, ông ta đã lẻo lá các cuộc điều tra của FBI và bắt nhầm rất nhiều người khác. Đó là Brian Kelly, một đặc vụ của CIA. Kelly chỉ được minh oan khi mà Hudson bị bắt vào năm 2001. Thế nhưng, cuộc đời thật lắm éo le, gánh tim thì ít mà bóp tim thì nhiều. Trong lúc mà FBI và CIA đang đau đầu trong việc săn chuột chuỗi thì họ đã vớ được vàng. Trong lúc các cơ quan tình báo của Liên Xô đã quay cuồng với hậu quả từ sự sụp đổ, các đặc vụ Liên bang Mỹ đã tận dụng cơ hội này để tìm kiếm những cựu đặc nhiệm KGB bất mãn, sẵn sàng bán thông tin. Họ tìm thấy thông tin cần biết ở Alexander Shcherbakov, một cựu đặc vụ KGB chuyển sang làm kinh doanh tư nhân và chấp nhận trả giá 7 triệu đô. Shcherbakov đã cung cấp một tập tin chứa bằng chứng khẳng định Hudson là chuột chuỗi bán tin cho Liên Xô và Nga sau này. FBI đã theo dõi Hudson và nhanh chóng phát hiện ra anh ta liên lạc với người Nga. Để đưa anh ta trở lại trụ sở FBI, nơi anh ta có thể được theo dõi chặt chẽ và tránh xa những dữ liệu nhạy cảm, họ đã thăng chức cho anh vào tháng 12 năm 2000. Họ giao cho anh một công việc mới là giám sát an ninh máy tính của FBI. Vào tháng 1 năm 2001, Hudson được giao cho một văn phòng và một trợ lý, Eric O'Neill. Trên thực tế, đây là một chuyên gia giám sát trẻ của FBI, người được giao nhiệm vụ là theo dõi Hudson. O'Neill chắc chắn rằng Hudson đang sử dụng PDA Palm 3, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, để lưu trữ thông tin của mình. Khi O'Neill có thể nhanh chóng lấy được PDA của Hudson và yêu cầu các đặc vụ tải xuống rồi giải mã nội dung được mã hóa của nó, thì FBI đã có bằng chứng quyết định. Trong những ngày cuối cùng ở FBI, Hudson bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Anh ta cũng tin rằng anh ta đã nghe thấy tiếng động trên đài phát thanh ở ô tô của mình, cho thấy nó đã bị nghe trộm. Mặc dù là FBI sau đó không thể tái tạo những tiếng động mà Hudson tuyên bố là đã nghe thấy. Trong bức thư cuối cùng của anh ta viết cho người Nga, được FBI tìm thấy khi anh ta bị bắt, Hudson nói rằng anh ta được thăng chức cho một công việc không cần làm gì ngoài việc tiếp cận thông tin thường xuyên, và rằng một cái gì đó đã đánh thức con hổ đang ngủ. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của Hudson thì không ngăn cản được anh ta thực hiện thêm một lần nữa công việc mà mình vốn đam mê. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2001, Hudson tiễn một người bạn tại sân bay và lái xe về nhà. Qua ngã đường đến công viên Foxton ở Viên để nhận tiền. Khi Hudson trở lại xe với túi tiền trong tay, hai chiếc xe tải đỗ sình gần đó và một loạt các nhân viên vũ trang đổ tới bắt giữ anh ta. Thế nhưng, ngay cả khi bị bắt, thái độ của Hudson lại bình tĩnh tới lạ thường. Hudson chỉ nói, các ông làm gì mà lâu thế? Rốt cuộc, ngành an ninh của Mỹ cũng đã biết lại được những lỗ hổng chết người trong hệ thống của mình. Và Hudson, người cẩn thận đến từng chi tiết, người tưởng như đã không thể bị bại lộ, cuối cùng đã thua trong trò chơi nguy hiểm mà ông ta dấn thân. Bị buộc tội tới 14 tội danh gián điệp và một tội danh âm mưu hoạt động gián điệp, Robert Hudson phải đối mặt với án tử hình, đặc biệt vì hành động của anh đã dẫn tới cái chết của hàng trăm những người cung cấp thông tin cho Mỹ. Cuối cùng, Hudson đã bị kết án tới 15 bản án tù chung thân. Hiện tại, anh ta vẫn đang thụ án tại nhà tù liên bang ở Florence, Colorado. Tù nhân số 485-51-083 bị biệt giam tới 23 tiếng một ngày và không có cơ hội được ân xá. Vậy là cuộc đời của một trong những kẻ tội đồ khét tiếng nhất của Hoa Kỳ đã khép lại. Cho tới cuối cùng, tất cả chỉ vì đam mê mạo hiểm của mình. Khi bị bắt
và khám nhà của Hudson. Người ta bất ngờ ra Hudson chưa từng phô trương. Ông ta sống một cuộc đời bình dị cùng với gia đình trong một ngôi nhà đơn giản, đi một chiếc xe hơi bình thường. Ông ta hoàn toàn xa lạ với những sự hưởng thụ xa xỉ. Song 15 năm ấy, ông ta đã là một trong những quân bài phản gián chủ chốt của KGB, và những thông tin mà ông ta đánh cắp gây những hậu quả khôn lường với an ninh quốc gia Mỹ. Cho tới ngày hôm nay, mỗi khi nhắc đến cái tên Kim Philby là nhắc tới vụ bê bối tình báo lớn nhất giữa lịch sử MI6 nói riêng và nước Anh nói chung. Không những vậy, khác với những điệp viên độc lập, Kim đã thành lập cả một nhóm tình báo hoạt động ngay giữa lòng của nước Anh trong suốt hàng chục năm. Vậy thì Kim Philby là ai? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry Khám Phá. Vị chuyên gia chống cộng sừng sỏ nhất. Kim Philby chào đời vào đúng ngày đầu năm 1912 với tên khai sinh đầy đủ là Harold Adrian Russell Philby, trong một gia đình công chức Anh cao cấp tại nhiệm trong chính quyền thực dân ở Ấn Độ. Với điều kiện nhà mặt phố, bố làm to như vậy, ông ta đương nhiên được đào tạo và giáo dục trong môi trường tốt nhất ở nước Anh khi đó. Khi còn là sinh viên, theo học đồng thời ở hai khoa lịch sử và kinh tế của trường Đại học Tổng hợp Cambridge danh tiếng, Kim Philby có điều kiện tiếp xúc với các tư tưởng khuynh tả, luôn giữ mối quan hệ thân thiện với những người cộng sản trẻ tuổi. Tuy rằng, anh vẫn đứng ngoài hàng ngũ đảng tiền phong. Những quan điểm thiên tả của Kim được ban giám hiệu ghi đậm nét trong bản nhận xét đi kèm với học bạ khi ra trường. Do vậy, cho dù tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, thì Kim Philby vẫn không được các cơ quan nhà nước tiếp nhận. Chán nản với hy vọng muốn vào làm việc tại Bộ Ngoại giao, tân cử nhân Kim Philby, 21 tuổi, quyết định sang Áo học tiếp để hoàn thiện vốn tiếng Đức của mình. Tại Viên, Kim Philby thiết lập các mối quan hệ với các nhóm cánh tả, đồng thời tham gia vào các hoạt động đoàn thể của Tổ chức Thanh niên Công nhân Quốc tế đặt trụ sở tại đây. Vậy nhưng, một năm trước thì nó thế, còn giờ thì khác rồi. Năm 1934, dường như tất cả những người quen và bạn bè của Kim đều không nhận ra ông ta. Cứ như thể là có một linh hồn mới xuất hiện trong cái thân xác cũ vậy. Kim bất ngờ thay đổi 180 độ đột ngột, cắt đứt với quá khứ khuynh tả của mình. Kim giờ đây xuất hiện với tư cách là một nhà ký giả và trở thành thành viên của Hội Hữu nghị Anh Đức. Đến lúc này thì Kim Philby bày tỏ công khai quan điểm thân Đức của mình. Đồng thời, ông ta hợp tác chặt chẽ với tờ tạp chí phát xít Geopolitik. Điều này giúp anh ta có cơ hội tiếp xúc với những vị lãnh đạo cấp cao của Đức Quốc xã như Joseph Goebbels, Joachim von Ribbentrop, v.v. Không những vậy, Kim hiện tại hoạt động với tư cách là một phóng viên chiến trường trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Việc đi lại nhiều đã giúp ông ta tiếp xúc với đủ các trường hợp có thể xảy ra, từ cách bắt đầu một cuộc bạo loạn lật đổ, cách dập tắt chúng và trấn an dư luận. Trong năm 1940, sau khi nước Pháp bị quân phát xít Đức chiếm đóng, Philby đã trở về Anh rồi được đề nghị và làm việc tại MI6 vì đã nhiều năm lăn lộn hoạt động ở nước ngoài. Rồi thì Kim được bổ nhiệm làm chuyên viên của phòng chống bạo loạn thuộc tổ chức tình báo trọng yếu này. Con đường thăng tiến của Kim Philby tại MI6 thực là chóng mặt. Từ đầu năm 1941, Kim Philby đã phụ trách một công việc tối quan trọng tại MI6, đó là chuyên nhiệm bảo đảm công tác phản gián cho tất cả các chiến dịch quân sự của các nước phương Tây tham gia chống quân Đức tại châu Âu. Dưới sự chỉ đạo của Kim, đội ngũ tình báo viên thuộc quyền của ông ta đã từng tiến hành nhiều phương thức đấu trí với các cơ quan tình báo của Đức, của Tây Ban Nha và cả Bồ Đào Nha. Ngoài ra, thì Kim Philby cũng là người nắm giữ sợi dây liên lạc chủ yếu giữa MI6 với Bộ Ngoại giao của Anh. Kế tiếp, ông được giới chức trách công nhận là một vị chuyên gia chống cộng sừng sỏ nhất. Vậy nhưng, có cho tiền thì MI6 cũng không thể tin được vị chuyên gia chống cộng sừng sỏ nhất lại là người cộng sản từ lúc nào không hay. Tới giữa năm 1944, Kim Philby được cất nhắc lên chức vụ điệp viên cao cấp và trở thành người đứng đầu của phòng chống Liên Xô và phong trào cộng sản quốc tế trong biên chế của MI6. Với vai trò mới này, Kim Philby đồng thời đã trở thành một trong những phó giám đốc MI6 đầy quyền thế, chỉ huy toàn bộ hệ thống tình báo đối ngoại của Anh. Tới năm 1946, Kim Philby
được tặng huân chương vì sự phục vụ đặc biệt và huân chương hoàng gia. Các cơ quan phản gián của phương Tây bắt đầu lan truyền tin đồn rằng chiếc ghế giám đốc MI6 sớm muộn gì cũng trở về tay của Kim Philby. Đầu năm 1946, Kim Philby đi công cán ở Thổ Nhĩ Kỳ trong vai trò trưởng đại diện của MI6 dưới vỏ bọc là bí thư thứ nhất của Sứ quán Anh. Không phải ngẫu nhiên mà Kim Philby được cử tới quốc gia Nam Âu này, bởi dọc đường biên giới với Liên Xô thời điểm đó đang tiến hành nhiều những chiến dịch gián điệp lớn, và việc thực hiện chúng đương nhiên phải được trao cho những cá nhân nhiều kinh nghiệm nhất và có trách nhiệm nhất. Trong giai đoạn từ năm 1949 đến năm 1951, Kim Philby là giám đốc văn phòng liên lạc của tình báo Anh tại Washington DC của Mỹ, phối hợp mọi hoạt động giữa MI6 với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Nhờ vị trí trọng yếu trong MI6 đi kèm với các mối quan hệ cá nhân, Kim Philby đã thâm nhập vào sâu hệ thống tổ chức của các cơ quan tình báo phương Tây. Không những vậy, trong mắt của người dân, bạn bè, đồng nghiệp khi đó, Kim Philby giống như một người hùng, một tấm gương để học tập. Vậy nhưng, không ai biết rằng đằng sau lớp mặt nạ đó là một kẻ phản bội có chỉ số IQ cao nhất trong lịch sử thế giới. Lật mặt. Ngày 30 tháng 7 năm 1963, cú sốc choáng váng, vụ bê bối lớn nhất, kẻ phản bội là những gì mà báo chí Anh giật tít lên những trang đầu. Không một ai có thể tin rằng Kim Philby, người từng được tặng huân chương vì sự phục vụ đặc biệt và huân chương hoàng gia, đã đảo tẩu tới Liên Xô và là một điệp viên của KGB, Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô. Cho đến tận bây giờ, sau hơn nửa thế kỷ, người ta vẫn không ngừng nói về ông. Một trong những câu hỏi sốc nhất khi đó là Kim đã bán mình cho KGB từ khi nào và tại sao ông ta lại làm như vậy. Câu trả lời được chính Kim Philby tiết lộ khi đã an toàn ở Moscow. Trong cuốn hồi ký của mình, Kim Philby đã viết: "Khi tôi còn là một cậu sinh viên 19 tuổi, tôi đã cố gắng định hình quan điểm của mình về cuộc sống. Sau khi quan sát xung quanh, tôi đi đến một kết luận đơn giản: người giàu sống tốt quá lâu, còn người nghèo thì sống khổ, và đã tới lúc cần phải thay đổi tất cả." Năm 1933, Kim Philby đã được Arnold Dias, một điệp viên Liên Xô, tuyển mộ tại Viên, Áo. Điệp viên Arnold Dias đã thuyết phục Kim Philby rằng với tư cách là một điệp viên bí mật trong hàng ngũ phản gián của Anh, ông sẽ làm được nhiều điều hữu ích cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản hơn so với bất kỳ một nhà hoạt động xã hội tận tụy nào. Và sau khi tuyển mộ được Kim Philby, Arnold Dias đã tiếp cận với các trí thức đầy nhiệt huyết khác tại đảo Cambridge để hình thành một mạng lưới tình báo cho Liên Xô có tên là Bộ Ngũ Cambridge, gồm Kim Philby, Donald McLean, Guy Burgess, Anthony Blunt và John Cancross. Và kể từ đó, Đại học Cambridge đã bị KGB nhuộm đỏ và trở thành hang ổ của các điệp viên KGB bản địa. Những con người này đã leo cao vào hàng ngũ cao nhất của chính quyền Anh và đưa những thông tin tối mật về cho Liên Xô và trở thành những con át chủ bài của KGB. Trong khi đó thì Kim Philby chính là thủ lĩnh của nhóm này và điều hành tất cả. Năm 1949, Kim Philby được bổ nhiệm làm đại diện đối tác của Anh tại Washington DC trong cuộc hợp tác tình báo Anh-Mỹ. Trong 3 năm tại đây, Philby được tiếp cận với vô số tài liệu của CIA và FBI. Philby cũng trực tiếp tham gia và khiến kế hoạch Verona Project của Mỹ nhằm phá mật mã liên lạc của Liên Xô bị phá sản. Năm 1956, dưới vỏ bọc của một phóng viên The Observer và The Economist, ông được cử tới Beirut. Tại đó, trong nhiều năm, ông tiếp tục thu thập thông tin quan trọng về tình hình chính trị ở Trung Đông cho Liên Xô. Không những vậy, trong cùng khoảng thời gian đó, nhóm Cambridge cũng bắt đầu hành động. Con át thứ nhất, Donald McLean, làm việc cho Bộ Ngoại giao Anh ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Cambridge. Năm 1950, ông thậm chí đã leo lên chức vụ trưởng châu Mỹ của Bộ Ngoại giao Anh và chuyên cung cấp cho Moscow về trao đổi thông tin giữa Anh và Mỹ. Đến năm 1951, McLean được bổ nhiệm làm đại diện phía Anh trong Hội đồng Anh-Mỹ-Canada và chia sẻ các thông tin bí mật hạt nhân. McLean đã chuyển cho Liên Xô nhiều thông tin tuyệt mật về vũ khí hạt nhân, nhất là về đánh giá kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, về năng lực sản xuất và nguồn cung cấp nguyên liệu hạt nhân. Năng lực hạt nhân của Mỹ và Anh đã bị Liên Xô nắm trong lòng bàn tay
kể từ thời điểm đó. Cùng lúc này, quân Ad số 2, Guy Burgess, cũng được tung vào. Ông đã thâm nhập vào hàng ngũ của BBC và cơ quan tình báo Anh MI5. Khi làm việc cho MI5, Burgess đã tuồn cho Liên Xô tài liệu quan trọng về việc phát triển vũ khí hạt nhân của phương Tây. Một tài liệu quan trọng khác mà Burgess đánh cắp và chuyển cho Liên Xô là các ý tưởng thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Năm 1950, Burgess làm việc tại Đại sứ quán Anh ở Washington DC, Mỹ. Năm 1951, khi Mỹ phát hiện dấu vết tình báo Liên Xô tại cơ quan này, thành viên thứ ba là Kim Philby đã cảnh báo cho Burgess và Maclean. Tới năm 1956, hai người được công khai đã trốn sang Moscow và chính thức an toàn. Còn Ad thứ tư, Anthony Brandt, tuy không phải là điệp viên tích cực nhất trong nhóm về mặt tuồn bí mật, thế nhưng lại là người nỗ lực giúp tình báo Liên Xô tiếp cận và tuyển mộ điệp viên ở Cambridge. Brandt đã cung cấp cho Liên Xô tên của các đối tượng tiềm năng nhất. Trong khoảng thời gian hoạt động hơn 20 năm, ông như một anh hùng thầm lặng, đã tuyển mộ và đào tạo thêm rất nhiều người Anh làm việc cho KGB. Ông cũng là thành viên duy nhất còn lại ở nước Anh sau khi bị lộ thân phận. Và thành viên được xem là cuối cùng của Cambridge là John Cairncross. Ông được tin là thành viên thứ 5 của nhóm Cambridge. Cairncross từng làm việc tại Bletchley Park, trung tâm giải mật của Anh và MI6. Trong thời gian ở Bletchley Park, Cairncross được cho đã chuyển tài liệu bí mật sang cho Liên Xô qua các kênh bí mật. Với những cảnh báo của Cairncross, Liên Xô đã thay đổi tất cả mật mã dùng trong ngoại giao, quân sự và tình báo trước khi Thế chiến II kết thúc. Cairncross cũng được cho là người tiết lộ thông tin về các chương trình vũ khí hạt nhân của Anh và Mỹ. Các nhà phân tích đánh giá Liên Xô đã tiết kiệm được ít nhất là 3 năm và rất nhiều triệu đô la cho chương trình vũ khí hạt nhân của mình nhờ thông tin mà nhóm Cambridge chuyển cho. Với bê bối do nhóm Cambridge tạo ra, thì cơ quan tình báo và phản gián hai nước Anh và Mỹ đã đổ lỗi cho nhau về việc thẩm tra và bổ nhiệm đối tác phối hợp chiến dịch tình báo. Cả hai nước đã cùng tiến hành các đợt rà soát quan chức chính phủ để tránh những điệp viên tương tự. Tình báo Anh, Mỹ gần một thập kỷ sau đó rất hạn chế trao đổi thông tin. Ở trên mình có nói là Cairncross được xem là thành viên cuối cùng vì sau phi vụ Michoquin, rất nhiều cuộc điều tra lật lại vụ Cambridge do họ nghi ngờ rất có thể số thành viên thực sự lớn hơn con số 5 rất nhiều. Năm 2015, một thông tin gây chấn động trong giới tình báo khắp thế giới khi Andrew Donin, người dành suốt 30 năm để nghiên cứu về nhóm điệp viên Cambridge, đã chứng minh được rằng Winfried Mann, thường được biết đến với biệt danh người nguyên tử, là thành viên thứ 6 của đội này. Điều này làm dấy lên lo ngại là rất có thể vẫn còn nhiều người tụ hội Cambridge và vẫn còn hoạt động trên khắp thế giới. Đối với Kim Philby, sau khi Burgess và Maclean bị lộ, đã có những nghi ngờ đổ về Kim Philby khi MI6 phát hiện rằng Kim và Burgess có mối quan hệ thân thiết. Và chính Kim là người đã đề cử Burgess vào MI5. Thế nhưng, Kim Philby đã rất khéo léo trong việc ngụy trang và vượt qua tất cả các bài thử thách của MI6. Năm 1956, sóng gió một lần nữa ập đến với Kim Philby khi MI6 phát hiện ra tài liệu bí mật của họ tại Trung Đông bị thất thoát quá nhiều. Và dường như Liên Xô luôn biết trước từng đường đi nước bước của họ. Kim Philby bắt đầu bị nghi ngờ là gián điệp. Thế nhưng lại một lần nữa, ông ta lại vượt qua thử thách và chỉ bị khiển trách là không làm tròn trách nhiệm. Thế nhưng, giấy thì không thể bọc được lửa mãi. Cây kim trong bọc sẽ có ngày phải lòi ra. Vào tháng 8 năm 1956, ông được cử tới Beirut với tư cách là phóng viên Trung Đông cho The Observer và The Economist. Ở đó, hoạt động báo chí của ông được dùng làm vỏ bọc cho công việc đổi mới của MI6. Năm 1961, Anatoly Golitsyn, một thiếu tá KGB, đào thoát sang Hoa Kỳ từ cơ quan ngoại giao của mình ở Helsinki. Golitsyn đã cung cấp cho CIA những tiết lộ về các điệp viên Liên Xô trong cơ quan tình báo của Mỹ và Anh. Và sau cuộc phỏng vấn tại Hoa Kỳ, Golitsyn đã được cử tới SIS để thẩm vấn thêm. Người đứng đầu MI6, Dick White, vừa mới chuyển đến từ MI5 đã bắt đầu nghi ngờ Philby là kẻ thứ ba. Golitsyn đã tiến hành xác nhận những nghi ngờ của White về vai trò của Philby. Nicholas Elliot, một sĩ quan MI6 gần đây và là bạn của Philby, trước đây đã tin vào sự vô tội của anh ta, được giao nhiệm vụ bắt giữ Philby và buộc anh ta phải nhận tội đầy đủ. Thế nhưng cuối cùng, Elliot đã không bắt bạn của mình.
Theo Kim Phi Bi nhớ lại, Elliot đã gặp ông và nói: "Tôi đã từng rất kính trọng anh, Kim ạ. Chúa ơi, bây giờ thì tôi khinh thường anh biết bao nhiêu. Tôi hy vọng rằng anh còn đủ lịch sự để hiểu tại sao." Bị thúc giục bởi những lời buộc tội của Elliot, Phi Bi xác nhận cáo buộc gián điệp này và thay mặt cho Liên Xô mô tả các hoạt động tình báo của mình. Tuy nhiên, Elliot cuối cùng đã không mạnh tay bắt giữ mà đã yêu cầu anh ta ký vào một bản tuyên bố bằng văn bản nhận tội. Và điều này đã giúp Kim có cơ hội để bỏ trốn. Có nhiều thuyết âm mưu về hành động của Elliot. Nó có thể xuất phát từ tình bạn, ngầm đưa ra lời cảnh báo cho Kim Phi Bi trốn tới Moscow. Và ngay lập tức, chớp lấy thời cơ, Kim Phi Bi đã lặng lẽ bay từ Beirut, Liban tới Moscow. Với bề dày thâm niên cống hiến trọn 30 năm ở nước ngoài cho tình báo Liên Xô, ông đã tiếp tục phục vụ trong lực lượng phản gián Xô Viết tại trụ sở KGB. Vào ngày 11 tháng 5 năm 1988, sau một cơn đột quỵ, Kim Phi Bi đã từ trần tại nhà riêng ở Moscow, thọ 76 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức với nghi thức trang trọng nhất dành cho một nhân vật anh hùng, và rồi được chôn tại nghĩa trang Kusevo nổi tiếng ở Moscow, nơi chôn cất các điệp viên tên tuổi của tình báo Xô Viết. Trong con mắt của người Anh, Kim là kẻ phản bội đáng kinh tởm khi đã vứt bỏ danh dự và trách nhiệm tổ quốc trao cho mình. Không những vậy, ngay cả nhóm Cambridge cũng phải chịu chung số phận. Thế nhưng trong mắt của báo chí Liên Xô và Nga sau này, khi nhắc tới Kim, họ gọi ông là nhà tình báo cự phách. Còn với nước Anh thì Kim thường được nhắc đến để đại diện và so sánh với sự phản bội.